Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Ambe Shop xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa ST Dupont, một mẫu ST Dupont rất là đẹp. Rất là được nhiều anh em ưa chuộng bởi vì là cái hình thức màu sắc rất là đẹp và cái tiếng kêu cũng rất hay. Hàng của Ambe bán ra lúc nào cũng full book như thế này. Rất là chất, rất là đẹp cho anh em làm quà tặng biếu sếp, đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, rất là thích hợp luôn. Đấy, hộp 3 lớp rất là sang trọng luôn. Đấy, lớp trong cùng giả da, cực kỳ thích. Đấy, đây là một chiếc bật lửa. Ở đây ngoài ra thì bộ sản phẩm bán ra thì còn bao gồm một cái sách hướng dẫn sử dụng này, một cái thẻ này, đấy, một cái thẻ này và một cái quyển tờ giấy catalog của hãng ST Dupont. Đấy, cái này thì một mẫu Hồng Kông, chất lượng cao cấp, bán giá rất là bình dân luôn. Đấy, thiết kế thì được làm từ thép nguyên khối, một cái thiết kế rất là đẹp như này. Đây là cái phần sơn mài màu xanh sơn mài này, không bay màu. Cam kết cho anh em là cái phần xanh này không hề bay màu. Sơn mài độc quyền, cái công nghệ rất là cao cấp. Đấy. Ở đây thì trên này được trang trí cái họa tiết vân kim cương. Ở hai bên này chặt viền và có phần điểm nhấn, đó là cái phần logo rất là sang trọng như này. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Cầm rất là thích luôn bởi vì là thép nguyên khối, cầm rất là đầm tay và chắc. Đây là một cái mộc đáy nhá, bao gồm là hai lai, một lai điều chỉnh ga to nhỏ đấy, và một lai bên bơm ga. Anh em nào chưa biết cách sử dụng thì anh em có thể là xem clip hướng dẫn sử dụng ST Dupont của Ambe Shop hoặc là liên hệ cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ấy, anh em sẽ được hướng dẫn cụ thể. Còn đây là mộc đáy này, mộc đáy rất là rõ ràng, rất là sắc nét, rất là sắc sảo luôn đấy, rất là đẹp. Rất là phù hợp với anh em phong thủy theo tuổi nhá. Tiếng kêu thì cực kỳ là hay luôn. Đấy. Đa phần thì anh em thích đến Dupont và biết đến Dupont thì đều là thích cái tiếng kêu của nó. Đấy, rất là vui tai. Đây, nếu như mà mình đi chơi cà phê này hay là bia rượu ấy, anh em bạn bè gì mình cầm một cái Dupont này rất là sang trọng. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình bật lên một cái này rất là đẳng cấp luôn. Nó tạo ra một cái âm thanh mà tất cả mọi người xung quanh phải để ý đến đấy. Và thêm một cái nữa là cái này dùng rất là bền đấy, và rất là nhạy lửa luôn anh em nhé. Đấy, đấy, 10 phát ăn 10 luôn. Đấy, đấy. Rất là đẹp. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này thì có thể là comment số điện thoại bên dưới cái video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc là anh em có thể là liên hệ nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Đấy. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.